phẫn nộ nam học sinh cấp 2 đấm đá, lột trần một nữ sinh. Vì hiềm khích cá nhân nhỏ nhặt, nam học sinh cấp 2 ở Bình Thuận đã tổ chức đánh hội đồng, lột đồ nữ sinh cùng trường. Chiều ngày 28 tháng 9, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình, Bình Thuận cho biết đang chỉ đạo các phòng, đơn vị xử lý vụ một nữ sinh cấp 2 trên địa bàn bị đánh hội đồng, gây bức xúc dư luận. Trước đó, một đoạn clip dài gần 2 phút được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nữ sinh còn đang mặc đồng phục bị một nhóm bạn 4 đến 5 người quật xuống nền nhà. Túm tóc, vừa đánh hội đồng vừa quay lại clip, mặc cho nữ sinh bị đánh khóc lóc, van xin, nhóm này liên tục giật tóc, đánh vào đầu, đá liên tục vào người và lột đồ của nạn nhân. Qua xác minh của huyện Bắc Bình, vào chiều ngày 26 tháng 9, em T bị một nhóm 5 học sinh học cùng trường trung học cơ sở Lương Sơn, Bắc Bình đánh hội đồng vì mâu thuẫn cá nhân tại nhà của một trong 5 học sinh này. Sau khi sự việc xảy ra, em T đã được đưa đi khám sức khỏe và được thăm hỏi để ổn định tinh thần. Hội đồng kỷ luật trường trung học cơ sở Lương Sơn cũng đã họp và thống nhất tạm dừng học ở trường có thời hạn 1 năm đối với 5 học sinh tham gia đánh bạn.